Kênh Mai Vàng Hùng Anh xin chào các bạn nha. Hôm nay em nhổ cái cây mai này ra, em xử lý lại cho cây mai này nè anh em. Nè, rồi em sẽ điển hình cho anh em xem. Rồi em sẽ chứng minh cho tất cả anh em nào xem, là nếu mà có mai si, anh em nào mới tập chơi mai á, rồi sẽ dòm kỹ cái gà clip này và nghe em chia sẻ cho thật kỹ với anh em đây. Tại sao mà khi em kêu anh em cứu cây mai á, khi mà mình tưới nước thuốc xong rồi chùm bọc nó nhú mầm rồi á, anh em sẽ tưới nửa chậu đổ vô để ngồi nó bị chai đầu rễ, tưới nước thuốc ra ngoài nó bị chai đầu rễ, nó không ra rễ cám được, nên cây mai nó sượng trở lại. Nhiều anh em á, em nói mới tập chơi á, khi cứu cây mai rồi, cây mai mình chi rồi, cắt rễ rồi, làm lại rồi lên tược rồi cái nói là nó lên được cái cơ đọt đó, rồi từ từ nó lị ngược trở lại, nó chết là do khi anh em tưới hai cử thuốc cây mai của anh em nó đang đùng nhựa, nó lên tược rồi á, anh em bắt đầu tưới nước thuốc ra giáp cái thành chậu, nó chai cái đầu rễ rồi á, nó mới tuột nhựa từ từ trở lại, nó không ra rễ được, nó chết. Rồi nhiều anh em đó nói là lấy thuốc của em về cứu nhiều khi không sống cây mai. Không phải đâu anh em, thuốc em nó rất mạnh, nhưng mà do anh em này, em cho anh em xem điển hình nè, cây mai này của em đây, bữa em quay cho anh em xem nè, em trồng em tưới cử thuốc thứ hai là 14 ngày thì nó đùng nhựa lên nè anh em, cho anh em coi nè, đùng nhựa xanh lè nè anh em thấy không, đùng nhựa ở đây từ xanh cái nó biến lại thành vàng lại như vậy nè, rồi á bữa nó nhú mầm đây nè anh em thấy không, nó nhú mầm ở đây mà bây giờ nó khựng, nó đứng đây hoài luôn, hai cử rồi nó không đi, nó là do bữa em tưới nước thuốc hơi nhiều quá, nó tràn ra cái đầu rễ này nè, nó chai nè, nó bị lên màu vàng nè, bữa hổm nè, ở đây nè, đụng nhựa xanh lè, bữa nay nó lên màu này luôn, là nó đã tuột nhựa ngược trở lại nè, em cho anh em xem để mà anh em sau này rút cái kinh nghiệm mà em đã bị rồi nè ha, rút cái kinh nghiệm mà để khi mà cứu cây mai nó đụng nhựa rồi, có thể anh em tưới nước thuốc dời lại 14 ngày mà anh em tưới sát cái gốc cây mai này thôi, chứ không được tưới ra đầu rễ này. Bữa nay em quay nè cho anh em xem, để nhiều khi em nói rồi anh em nói là không tin, em nói thẳng với anh em á, nói về mai vàng á, chơi mai này nè, em nghiên cứu dữ lắm, em theo dõi để em học hỏi và em nghiên cứu từng cây mai, khi em đi cứu mai cho người ta em cũng xử lý nè anh em coi nè, nó đùng nhựa trắng nè, anh em tưới nước thuốc ra nó chai lên màu vàng này nè, nó không xanh rễ li ti nè, đây nè anh em nó lên màu như vậy là cây mai anh em không bao giờ ra rễ, rồi anh em có tưới nước thuốc hoài nó cũng không bao giờ ra đâu anh em, đây nè, nó bị chai đầu rồi, rồi nó đâu hút được cái dinh dưỡng đâu mà nó nuôi cái dàn mấy cái nhú nhú ra trên đây nè, em mới quay cho anh em coi xanh xanh đó, rồi nó tuột nhựa trở lại, nó chết nó, bởi em nói cây mai nào cũng vậy đó, anh em xử lý cắt rễ như vậy rồi thì xài có lấy thuốc của em về xài đó để cứu cây đó, thì anh em tưới nó khi nó ra tược rồi là anh em chỉ tưới trong thân, rồi anh em chùm bọc lại, hoặc anh em á phun ở trên thân, pha liều lượng giá tỷ 20ml cho 3 lít nước hay 4 lít nước gì đó, anh em phun trên thân thôi, còn ở dưới rễ nó đang đùng nhựa anh em đừng có tưới nước thuốc, đừng có tưới cái gì cũng được, còn không ấy anh em tưới là từ sát gốc này thôi, ra nửa cái rễ này anh em trồng cái chậu, nhớ đem ra tới ngoài cái cây mai anh em cứu lại, trồng thì phải cho cái rễ nó đụng cái chậu luôn nha. Bữa nay em điển hình cho anh em xem nè, cây này nè, tưới nước thuốc ra tới ngoài đầu rễ nè, nó tràn ra đầu rễ nè, bây giờ nó nè, nó chai đầu rễ nè, anh em thấy vậy làm sao nó ra rễ được mà để cho nó sao nó hút cái dinh dưỡng lên để nuôi cây mai sống. Nói em chia sẻ thật lòng á, để em đã xử lý loại 1-2 cây em đã biết rồi, em đã cứu 10 cây như vậy nè, tưới nước thuốc ra ngoài nè cũng y thấy lên tự rồi tưới nước thuốc ra giáp cái chậu luôn, nó chai như vậy nè. Bởi em chia sẻ, nhiều khi chia sẻ nhiều anh em nói là em nói dốc nói xạo, nói thật sự em làm là em muốn chia sẻ cái kinh nghiệm với anh em, em từng trải, em đi cứu mai người ta, em từng gặp những cây mai nó vô mà yêu vào, nói thẳng với anh em á, cây mai si mà yêu cầu đưa cái cà clip lên mà cho quay mà cho em dòm cái là em biết là cây mai nó bị làm sao rồi, rồi em có hướng xử lý của em lại, bảo đảm anh em cái sai lầm của em á nè, tưới nước thuốc tràn ra nè, nó em chia sẻ cho anh em dặn cho anh em mà em còn bị đây nè, nè anh em thấy không,
đùng nhựa ra dày chai màu vàng vậy, làm sao ra rễ mà hút dinh dưỡng lên được. Đây nè, em lăn nguyên cây mai nè. Rồi cái này bây giờ mình nhổ ra mình xử lý liền anh em. Cắt cái đầu rễ này lại ha. Nè anh em thấy không, em xay xay ở dưới ấy cho nó chốc cho anh em xem nè. Anh em cắt mấy cái đầu rễ này tới mí tươi lại, cắt cái này à nè anh em coi nè, ở đây nó còn tươi trong nè, nè thấy không, mà nó không có hút dinh dưỡng được đâu. Nó chai đầu rễ như vậy á, em nói với anh em hả, anh em giờ cứ tưới thuốc ngày này qua ngày nọ, tới từng túi, nó không bao giờ nó ra rễ được đâu. Tại vì cái miệng ăn nó là ngay đây nè, con người mình ăn bằng cái miệng, còn cây mai ăn bằng cái đầu rễ này nè anh em. Mà cái đầu rễ này bây giờ nó bị chai lại, nó không hút được cái dinh dưỡng. Rễ nó đâu có gan ăn không này đâu anh em, nó ra ngay mấy cái đầu này không à. Mà mấy cái đầu này bị chai nó ra rễ không được, anh em tưới tốn tiền nước thuốc. Bởi em nói nhiều khi có những anh em nào đó mà mới tập chơi mai ha, là từng cú cây mai đó, nói là tại sao cú cây mai không sống, là cái sai lầm là của anh em chỗ đó đó. Khi nó lên tược rồi, cái anh em tưới nước thuốc ra nó chai đầu rễ này hoài, cứ tới từng anh em đè tưới nước thuốc, tưới từng tè thuốc, rồi từ từ cái mai nó còn nhựa trong thân, cái nó nuôi ba cái tược đó giết nuôi hết nổi, nó không hút được dinh dưỡng, cái nó tuột lại nó chết. Nó em chia cái sẻ cái clip này là em đã theo dõi và em cứu nè, nè mấy cây này nè em làm lại nè, chưa hai ngày chưa kịp tưới nước thuốc em xử lý bộ rễ lại, yêu cầu anh em cắt đầu rễ lại, anh em tưới nước lạnh vô dưới chắc chồng sơ dừa cháu sống với cháu đen này nè, nó dẻ giặt cây mai nè, nó cứng ngắt thì á, là nó tự ra tược luôn à. Rồi anh em tưới một cử nước thuốc thôi, rồi anh em chùm cái bọc này lại kệ bà nó, như cái này đã lên tược nè, em không làm chùm luôn tại vì em để trong mát ha. Nó rồi để cho anh em xem còn cây nào yếu quá anh em hãy chùm, còn cây nó đi tược như vậy là mình khỏi chùm luôn nó. Rồi đó anh em cứ để vậy, rồi anh em pha thuốc của em á 2 ml cho 3 lít nước hoặc 4 lít nước anh em phun trên thân này thôi. Còn ở dưới gốc này có thể á, nếu mà khi nào anh em mình phun xương mà nó cũng không có nhiễu xuống đây bao nhiêu đâu. Rồi tới từng anh em khỏi tưới nước thuốc, để cho cái này nó ra khỏe, nó đi cơn hai luôn. Ở dưới đây nó nếu nó còn ẩm và để nguyên vậy luôn cho em. Đây là cái kinh nghiệm này em mới làm hổm gài, là em giật lại 10 cây là nó ok đó, là cứu lại rồi nó sống rồi anh em. Anh em cắt cái đầu rễ này lại tới mí tươi lại cho em, rồi vô chắc chồng bơm nước sơ dừa cháu sống với cho đen mỗi cái tỷ lệ 1:1 anh em. Rồi đó, một sơ dừa, một cháu sống, một cho đen nha. Rồi anh em làm, rồi bảo đảm với anh em nè, để cây này để vài bữa em cập nhật cho anh em xem nè. Em xử lý cây này lại, em cắt đầu rễ nè, rồi anh em tưới một cử hai cử thuốc thôi là nó tới 14 ngày, 10 tới 14 ngày nó sẽ trở mình. Thì đó, mà cây nào á giá tỉ anh em cắt rồi nó có thể nó ra luôn nè. Em nói với anh em cho anh em xem nè, cây này em cũng nhổ lên làm nữa nè, để chứng minh cho anh em xem cái nước mưa, cái nước nó vô hay nước lạnh nó vô. Đây nè, cái cây này nè, trồng một lượng nè, lượt nè anh em ha, trồng một lượt với mấy cây này đó. Bây giờ bữa nay nó vậy nè, nó nhú ra vậy, nó sượng nè, là cái đầu rễ nó bị chai rồi đó nè. Anh em coi cũng có nhựa xanh nè, thấy không, nhưng mà nó ra đây nó đứng về hoài nè. Nó bây giờ anh em phải nhổ ra, anh em xử lý lại đi cho đặng cứu cây mai mình lại cho nó mau sống nè. Em nhóm lên cho anh em xem nè, nói thật sự để em nhổ cái cây này luôn, em xử lý lại luôn, không có ra rễ được. Nó chai đầu rễ đâu ra rễ được, còn như những cái tược này là trong thân nó ra nè. Còn như cây nào mà ra rễ được là cái nhựa nó lên xanh lè như vậy nè anh em. Nè anh em thấy không nó ra tược rồi nhựa nó vẫn lên xanh, còn như những cái này là bị chai đầu rễ, nó lên nè xanh rồi nó lên trở lại màu đen nè. Nè em bươi cho anh em xem nè, ra rễ đâu, anh em thấy nó chai đầu rễ không, thấy không, nó lên màu vàng nè. Nó tưới nước nó ra tới ngoài này nè, nè rồi nó bị nè, nó làm sao nó ra rễ cám đây mà để cho cây mai nó sống đây. Em nhổ lên em xử lý lại bảo đảm cho anh em xem coi cây mai này. Em nói thật mà, em mà làm thực tế để chia sẻ với mấy anh em thôi, mà có nhiều anh em mà không thích em nói là em nổ này nọ, nhưng mà em làm là để cho anh em xem một vài cái thực tế. Tại em nói với anh em, em cũng đi cứu mai cho người ta, em cũng phải làm sống cho người ta chứ. Rồi nhiều anh em xài thuốc của em mà không biết, cứ tưới vậy không mà lấy gì nè, 2 tháng mấy trời nó nè, cho anh em coi nè, chai đầu rễ nè,
nè, có ra được cái rễ đâu mà nó sống. Bây giờ xử lý cắt rễ lại rồi coi nè, thấy không, lên màu vàng lượm nè, đây nè anh em thấy không, mà em trồng có đất Akakama nữa nè, nó đây nè, nè cái rễ này chai nè, chai ra thấy không, không ra được cái rễ tơ nè, dưới đây nè, nè nó chai lượm nè, nè vậy sao ra rễ được mà sống, rồi sao đi tược được nó. Em cho anh em xem coi nè, cái nước thuốc tràn ra đây nè, nó chai nè, nó chai lùm như vậy làm sao mà nó ra rễ đây. Nếu anh em không nhổ xử lý lại thì anh em cứ tưới nước thuốc hoài, tưới nước thuốc hoài, tưới hoài, tưới hoài, nó không, cũng không có ra đâu, nó rễ nó đâu có ra ngăn hông đâu nó. Rồi cây này là phải nhổ ra xử lý luôn đó nghe anh em, cắt đầu rễ lại hết, khỏi ngâm nước thuốc gì cũng được. Còn anh em muốn ngon thì ngâm nước thuốc 4-5 tiếng đồng hồ, nước thuốc của em đó. Rồi anh em làm nó, em điển hình cho anh em xem đó, cái tội là tưới nước nè, tưới nước thuốc nó tràn ra đây nè, nó chai đầu rễ vậy nè, không ra rễ được nè, nên nó ra tược vậy nên nó đen đen ra hoài vậy hoài nè, nó nằm đây hoài luôn à nè. Còn nếu mà nó đụng nhựa được, nó ra thông được, nó hút được cái dinh dưỡng thì nó không có ra như vậy, nó đi luôn à. Rồi hai cây đúng không, để đây đi một chút em xử lý lại sao. Rồi quay, chủ yếu là quay cà clip để điển hình cho nhiều anh em xem cái đầu rễ nó bị chai như vậy đó, nó đang đụng nhựa lên là nó chai. Chứ đừng có nói, rồi em nói đừng có tưới nước này nọ nè. Còn cái cây này nè, em mới xử lý lại nè, mới có nằm 4 ngày nè, ngày hôm qua mới tưới cửa thuốc đó, là bữa trước em xử lý lại y như hai cây đó, em cắt rễ lại, cắt rễ lại em trồng cái này nó đi nè anh em, thấy không, thông cái mạch nhựa lại, hút cái dinh dưỡng lại thì nó lên màu xanh nè, bữa nãy lên xanh lại nè anh em thấy không nè. Nó giờ nó đang đâm lừ hết trơn, nếu mà anh em nào không tin thì cứ thử cây mai của anh em mà ra nó bị đen đầu đọt, anh em cắt rễ lại rồi anh em trồng, chắc trồng y như em chỉ nghe, sơ dừa chấu sống cho đen ba thứ một nè. Còn cái cây này bữa em quay cho anh em xem mà chung với cái cây bự, em tưới hai cử thuốc của em là đáng lẽ là bữa nay 20 mà 14 ngày là nè, bữa thứ tư là 14 ngày nè, bữa nay 16 ngày nè, em tưới hai cử rồi em bỏ luôn nè, anh em coi nhựa nó lên nè. Cây này không có rễ là nó khô á, nó ái rễ rồi đó, em tính là cây này nó chết mà không ngờ nè, em tưới một cử thuốc em chùm lại, chùm bọc lại, rồi tưới cử hai rồi em bỏ luôn, tới giờ nè anh em thấy nó đùng nhựa vậy nó sống không. Đây nè, nó đang lên cái thuốc của em nè, cái tược ca mập ú ụ không lá nè, cũng không có phun luôn á. Nó để chị điển hình cho anh em xem rồi nè, nó đang đùng nhựa lên nè, thấy không, xanh lé không, cây mai mình nó đùng nhựa ra được, nó đi thoáng ra, nó ra rễ rồi nó sẽ hút cái dinh dưỡng lên như vậy nè anh em thấy không. Nó bởi em chia sẻ cái clip này lên để cho anh em, nhiều anh em đừng có bị sai lầm, là em dặn nếu mà có tưới nước thuốc thì tưới sát gốc thôi, ở ngoài đầu rễ đừng có tưới, em nhắc đi nhắc lại hoài tại em cứu sống nè nè. Nó cho anh em xem để mà cho anh em biết, để mà có cách mà mình xử lý, như ra trồng mà nó ra tược rồi, nó lên tược rồi mà mình đừng lên tược rồi thì không tưới, cử đầu là ướt đẫm ra ngoài thành chậu, cử thứ hai đổ đi là anh em tưới nửa chậu đổ vô thôi, không cần tưới ra thành chậu nữa, để cho nó tránh cái rễ nó đi rồi nó ở ngoài nó tự ấy. Mà tưới cử thứ hai giá tỷ cây này nè, hôm qua mới tưới nước thuốc nè, cây này cặp này mới đem đi về làm, em quay cho anh em xem khóa bầu của cây mai gừng rồi em vô em trồng nè, thấy không nè anh em, mới tưới thuốc ngày hôm qua thôi mà cây này không có ngâm thuốc luôn nè anh em coi nè, muốn đụng nhựa trắng trắng nè nè, cho anh em xem nè, mờ quá nè anh em thấy không, mới tưới thuốc hôm qua thôi đó, rồi anh em bảo đảm anh em không chùm bọc cây này luôn. Ngày hôm qua là mới tưới, bữa ngày hôm qua là bữa mà thứ năm đúng không, nay thứ sáu không, hẹn anh em 10 ngày sau coi cái cặp mai này nè, em mới trồng cho anh em xem nè, anh em thấy mí nó đụng nhựa vậy rồi thấy không đó nè. Còn nè cặp mai gừng này nè, em mới trồng ngày hôm qua chưa tưới nước thuốc nè, bữa trước em nói với anh em là phá bầu để ngâm nước thuốc đúng không, ngâm nước thuốc nó không có cái gì hết trơn á, mà bữa nay nè anh em thấy là nó muốn đụng nhựa nè, cho anh em biết gì đó, ngâm nước thuốc một đêm thôi sáng là em thấy khác rồi nè.
đang đùng nhựa lên nè, ngâm nước thuốc một đêm. Cặp mai gần này em ngâm nước thuốc một đêm nha, nói cho anh em biết vậy luôn đó. Bởi rồi không, em tưới một cử thuốc vô đây hoặc hai cử, rồi em bỏ, em đậy cái chậu này ở trên, em chỉ quậy cái nước thuốc của em, chỉ cho anh em luôn, đỡ tốn tiền. Là 20 ml pha cho 3 lít nước, chỉ phun trên thân thôi, gà lá như vậy nè đó, là phun trên thân, không cần tưới gốc nữa, để cho nó ra cái lá nó già đi. Khi nào đi 20 ngày hay 14 ngày sau mới tưới nước thuốc, là tưới sát gốc này nè, nè bỏ, tại vì cái rễ nó ra tới ngoài thành chậu rồi nè, thì mình tưới sát gốc này nè anh em, tưới từ đây nè, đổ vô, tưới xối vô gốc không cũng được, nó tự rút thuốc ra. Nhưng mấy cây này cũng vậy nên nè, đầu nè, em mà có tưới nước thuốc là em tưới từ đây đổ vô nè, ngay đây nè, tưới đại ở trên đây nè ha, cho để anh em tưới từ đây nè, nửa chậu nè, thấy không, này nè anh em tấn vào đây, em làm tưới từ đây nè, anh em thấy không, nó cách ra bao nhiêu phân, tưới từ đây đổ vô thôi, nó để cho anh em mà có cái nhìn mà làm. Còn như cây này giá tỷ cái bộ đế nó trồng cái chậu hơi bự nè, thì cây này bây giờ mình chùm cái bọc ở dưới thân này ha, mình phun sương cũng không sao anh em, phun sương thì khỏi cần chùm bọc luôn, quậy nước thuốc mình phun sương trên thân á, rồi là nó kéo tự khỏi tứ gốc, nó gớt xuống sương, quơ sương nó không sao đâu. Giá tỷ 4-5 ngày vậy đó anh em, quơ sương ngày cũng như cho nó mát cái thân, và nó cái có nước thuốc lỏng thì cho nó có hơi thuốc đi, nó cũng sống nữa. Rồi để em làm cái cặp mai này, rồi em vài bữa em cập nhật lại cho anh em xem, nó chai đầu rễ như vậy này, làm sao ra rễ nè, nước thuốc nó ra đó, nước thuốc ra nó chai. Chứ nếu thuốc của em không ok, tưới nó đâu đụng nhựa đâu ra như vậy đâu anh em, nhưng mà mình tưới nước thuốc lên đây là nó chai nè. Nó bởi vậy em nó nhắc đi nhắc lại cho anh em mới tập chơi, để mình hiểu khi mình cứu cái cây rồi nó ra tược rồi đó. Như nè, cái cây đó ra tược rồi đó nè, anh em thấy ở dưới nó còn chèm nhẹp như vậy nè, em dỡ ra nè, chèm nhẹp, em đâu dám tưới nước thuốc gì nữa đâu, em để nguyên như vậy luôn nè, là em phun trên lá rồi. Nó điển hình làm cho anh em xem đó, không dám phun dưới, để cho nó dưới nó tự đùng nhựa nó ra nè, ra mà không dám làm gì hết nè, nó để nguyên này nè, anh em thấy không nè, nó ra như vậy nè, rồi ở dưới gốc này không có tưới con mẹ gì nữa, để tự nó đi, nó nè, nó lên như vậy đó. Mấy cây này em cứu nè, nó rồi để tự nhiên nó đi. Còn cây này bữa em ngâm nước thuốc, em quay cho anh em xem nè, em mới tưới nước thuốc ngày hôm qua, em chùm bọc lại đó, để cho nó đụng nhựa lên nó và rồi nó ra tự kè, em quay lại cho anh em xem ha. Cây này đang cứu nè đó, để anh em mà có cái nhìn mà tham khảo, không tưới nước thuốc cho gốc, để 14 ngày hoặc 21 ngày gì đó, mấy cây yếu yếu là 14 tới 21 ngày tưới sát đây nè, tưới từ đây đổ vô thôi đó, rồi để cho nó tự ở ngoài đầu rễ này tự đụng nhựa ra, nó hút dinh dưỡng lên thì cái lá nó bự. Tại vì em làm mấy cây này rồi nè, em biết nè, anh em thấy không nè, nó em tưới nửa chậu đổ vô không nè, nó giờ nó như vậy nè, ngắt đọt là nó đâm, ngắt đọt là nó đâm nè, chặn đọt là nó đâm nè, em thấy không, chặn ở trong đây giờ ra tới bên này nữa nè đó, để cho anh em xem. Nó đi tược non về hoài nè, ra nhiêu chặn nhiêu đặng cho nó đi tược non nè, rồi xả ra có nước mưa nè, nè ở dưới rễ nó lên luôn nè, nó để cho anh em nè. Còn cái cây này bữa hổm em nói yếu yếu nè, nó cứ ra vậy nè, nó tưới nước thuốc nửa chậu đổ vô nè, nay nó ra như vậy rồi, cây này hết chết rồi, tưới từ đây đổ vô nè, nè nguyên cái chậu ra đây không, tưới từ đây đổ vô nè, anh em thấy không, vậy thôi, không có gì hết. Thì em có một hai cái kinh nghiệm mà để đi cứu mai rồi xử lý nhiều cây mai sống đó, rồi em quay thực tế bữa nay làm chia sẻ cái này là rất là thực tế đó, rồi để điển hình cho anh em xem, nó đầu nhựa nó bị chai như vậy đó, nó không ra rễ được đó, nên nó không sống đó, rồi anh em làm ơn nhổ ra anh em xử lý lại, rồi đó sau này mình khi nó ra tược anh em chùm bọc ở dưới cái thân, không cho nước mưa vô cũng được, rồi phun nước thuốc ở trên, còn không mới tưới nước thuốc nửa chậu đổ vô cho em, là cái cây, mấy cây này sống khỏe luôn, bảo đảm anh em. Nó rồi cũng em có bao nhiêu kinh nghiệm để mà truyền đạt chia sẻ với anh em mới tập chơi, rồi anh em cứ làm thử một cây nào anh em cứu đó, rồi anh em làm y như cái cách của em coi,
Em nói thẳng ra cái thuốc của em nhiều khi anh em chê đắt chê mắc về cái chuyện đó của anh em, tại em chia lại cho anh em. Cái giá nó vậy được thì em mới chia, còn không được thì thôi. Còn như chơi mai thì mình muốn cứu cái mai nó sống thì mình phải đầu tư tiền thuốc cho nó đắt, mà nó quan trọng là nó đạt hiệu quả hay không. Đạt hiệu quả hay không là do anh em chăm sóc. Anh em tưới nước thuốc ra ngoài đầu rễ này, nó đang đụng nhựa lên tưới tưới nước thuốc ra ngoài đầu rễ này. Rồi cái rồi nó chai cái nó không ra rễ cái đó. Quảng nói là em quảng cáo thuốc hay mà sao cứu không sống, mà em à không biết làm sao. Có nhiều, rất nhiều anh em là lấy lần 3, lần 4, lần 5, lần 6 về làm hết cái vườn mai người ta luôn. Sống phà. Còn nhiều anh em làm tại cái do mình làm sai cái quy trình. Chứ thuốc làm sao đã làm ở đây sao? Em làm sống mà anh em làm không sống. Còn nhiều anh em nói đi cứu mấy cái mai ngoài kia nó ngoài Bình Tân đồng 13 gốc đó chết thành nấu bánh tét. Người ta mướn em làm ngày ra cứu thôi. Thì em cứu xong rồi là hết nhiệm vụ của em, còn chăm sóc là chủ nhà người ta chăm sóc. Em biết cái gì mà người ta đâu có thuê em đi ra chăm sóc đâu. Không lẽ em chạy đi mà 10 cây số mà em đổ nước em đi không vậy anh em? Người ta thuê mình làm ngày thì mình làm ăn nhiêu rồi lấy tiền nhiêu thôi chứ. Rồi vậy em cũng xin chào tất cả anh em ha. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc ha. Để em xử lý lại cây mai này, em cắt rễ em trồng lại rồi. Vài bữa em cập nhật luôn nguyên cái mấy cây này cho anh em xem ha. Cặp mai gừng đó, cặp đó ngoài mai gừng Gia Lai Phú Yên gì đó anh em. Nói em mới trồng em hồi chiều hôm qua đó, chiều tối tại em công việc nhiều lắm. Em bán cừu tràm mà em qua đi giao cừu tràm mà đi cứu mai rồi chạy xe tùm lum hết trơn á. Nên anh em có cần cái gì cũng vậy nữa. Cần mà tư vấn cái gì á, làm ơn điện trực tiếp Zalo giùm em đi. Chứ đừng có mà nhắn tin nhiều khi em không trả lời với anh em. Điện đại trực tiếp đi. Rồi em bắt em nói chuyện với tỷ 5-3 phút là xong. Rồi đặng em để em bằng công việc của em. Rồi vậy em xin chào tất cả anh em. Em xin chào ạ.